Đây là trên con đường quê của bé ở trong xóm này đi học về á bà con. Đó, nói chung là miền Tây mới có cảnh này. Thì đường xá đây xuống cấp rất là nhiều. À, các bé đi học trong cái con đường mà bị nước ngập như thế này nè. Hôm nay anh cũng xin quay cái đoạn clip này để rất mong được sự ủng hộ của các mạnh thường quân đường xa để ủng hộ cho cái nhóm của anh để tạo được cái công quỹ để làm sửa sang cái con đường nâng cấp bơm cát, hoặc là mình có dư giả thì mình đổ bê tông để mình nâng con đường lên để cho các bé đi học một cách an toàn và không gặp nguy hiểm trong cái tuổi học sinh, để cho an toàn tính đến lớp. Thì ân tình quê hương cuộc sống miền Tây xin chào bà con cô bác cùng anh chị em mình đã quay trở lại. Hôm nay ân hiện tại đang có mặt ở trên cái cung đường của tổ chính ấp Tân Tử A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, thì cũng đang ghi lại cái khung cảnh nước ngập mà mùa nước nổi về các bé đi học rất là nguy hiểm. Thì hôm nay em quay clip này rất mong được sự ủng hộ của bà con gần xa để của ít lòng nhiều, góp sức vô lá lành đùm lá rách để mình gom được một số khoản chi phí hỗ trợ từ các mạnh thường quân để tạo cái nguồn vốn kinh phí để ân cũng như các anh chị em trong xóm ấp ở trong khu vực này hùng nhau thêm để mình nâng cấp bơm các con đường này hay là đổ bê tông lên để tạo dựng được một con đường nó sẽ tốt hơn. Rất mong được sự ủng hộ gần xa của tất cả các mạnh thường quân ở trên Việt Nam, cũng như có được cái thông tin từ các người Việt kiều kiều bào ở nước ngoài biết được thông tin này, cũng rất mong được sự ủng hộ từ cả nhà mình. Đây đây là anh đang đứng ở huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre. Đây, con đường đi thì các bé như trong ngôi nhà đây 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 anh dẫn vô, nói chung là đã xuống cấp rất là nhiều. Trong đây thì nhà cửa xóm ấp trong đây cũng còn khá là nhiều, cũng một số căn nhà trong cái con đường này, vườn tược này kia, nhiều khi bà con mình đi chăm sóc vườn này kia nó cũng bị nước ngập mà trơn trượt, dẫn xe cộ qua lại rồi rất là khó khăn. Nó như bé này thì bé là học sinh ở trường Tân Bình thì cũng đi học về tới trong cung đường này để vô nhà của bé ở đây, còn những cái căn nhà bên đây nữa. Đồng thời thì con đường cũng dẫn đi vô đây rất là nhiều nhà cửa khúc khuất xa bên kia. Con đứng đây đó, đây nước cũng rất là làm chìm nghỉm hết trơn, cầu kỳ đi lại rất là khó khăn. À, đi qua vườn tược cầu kỳ hướng bên kia đó, nước rất là nhiều luôn. Giờ ăn mà bây giờ nước còn đang chảy nhưng mà ăn đi thì nó cũng đã khá là ngập lên nhiều rồi. Nguyên cung đường thì cũng dưới đây cũng có nhà, nước cũng lên nó lẫm chẩm hết trơn luôn. Nói chung bà con mình thôn quê còn rất nhiều khó khăn, cũng không có đủ chi phí để quyên góp vô để làm thành cung đường. Thì hôm nay ân cũng xin đại diện trong khu vực này, đây cũng là trong cái tổ kề với cái tổ của ân đang ở ở ấp Tân Đức A, xã Tân Bình. Nó đường đi thì nó rất là trũng thấp, rất là khó khăn cho bà con trong lối xóm. Rất mong được sự ủng hộ và yêu thương của cả nhà mình để tạo động lực cũng như là để bà con mình quyên góp mà mỗi người một ít để bơm cát, hay là mình chuyên bờ bơm cát đổ bê tông gì đó để tạo được con đường nó cao hơn mặt nước là rất là mừng. Đó, trong đây cũng có một căn hộ nhà của bà cô ở trong đây. Con đường đi cũng ngập trũng rất là nguy hiểm luôn. Đường đất thịt trơn trượt mà nước lên, nước hiện tại còn chảy vô, nước lớn rất là nhiều luôn. Đây nước chảy vô ào ào luôn, mà bây giờ nước đã lên tới tới chừng đây chân của ân này, nước lớn hồi nữa chắc tới gần đầu gối ân luôn quá. Đó rất là khó khăn luôn. Nguyên cung đường mày mới mới lớn, nước vừa mới lớn lên thôi mà nước còn chảy vô ào 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 luôn, mà rất là ngập rồi.
trong những cái khu vực trong đây, những cái nhà cửa trong đây thì cũng còn khá là nhiều người dân hộ gia đình, thì đa số là cũng đi làm thuê về cái những chạy xưởng chỉ sơ dừa của những cái xí nghiệp xung quanh ở trên lộ, khu vực quốc lộ 57, chiều tối vậy nè, đi về mà đường ban đêm trơn trượt, nói chung cũng gặp khá nhiều là khó khăn. Thì cái sự khó khăn mình cũng thấy rõ rồi. Nói chung là đi làm thì thu nhập cũng không cao, vườn tược như này kia nọ thì nước đã ngập như vậy rồi, cây trái nó cũng thất mùa, chứ cũng không có đủ chi phí mà để sinh sống, mà để bỏ một số tiền lớn ra để tu bổ đường xá. Thì đây cũng là ghi lại cái khoảnh khắc cái lúc mà nước vừa mới lớn thôi, cũng còn nước cũng còn dâng lên rất là nhiều luôn, mà nó đã như thế này rồi đó, bà con mình cũng thấy đó, quá trời nước luôn, lỉnh bỉnh lỉnh bỉnh. Vườn tược mà nó trũng thấp như thế này thì làm gì có thu nhập được mà để làm đường làm xá được bà con. Nói chung thì cây trái, cây dừa thiệt là cao rồi, cũng có được bao nhiêu trái, mà giá dừa thì cũng trong trên, lúc lên lúc xuống. Cơm gạo thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, chứ thực sự thì bà con khu vực của này cũng còn rất là khó khăn. Nước thì ngập bao quanh luôn, như ở đây là cũng là Bến Tre thôi, chứ không phải là những vùng mà xa xôi, mà còn nước còn mùa nước nổi lên còn khủng khiếp hơn nữa. Đó, nước đang chảy vô ào ào luôn nè, bên đây cứ tràn qua đường, nước càng ngày càng cao lên. Đó, khu vực sân sướng nhà cửa của bà con ở đây đó. Sân thì nước cũng lên lỉnh bỉnh lỉnh bỉnh. Cái điều quan trọng trong sân thì mình không phải là đường đi, thì nhiều khi nước ngập mình không đi ra cũng được, nhưng mà quan trọng là cái đoạn đường đi đó. Đây mà nước ngập cao cao quá, mình chạy xe lỡ không thấy đường cái trượt xuống mương nó rất là nguy hiểm. Quá trời nước luôn bà con ơi. Đó, nguyên một cung đường mà trên đường chạy xe Honda đi luôn cả nhà, để anh chạy cho mọi người cùng thấy nè. Đó, nước ngập rất là nguy hiểm luôn. Ra đây mới ra được cái đường bê tông. Đó, ra đây thì có được một cái đoạn đường bê tông lớn hơn. Đó, ra đây thì bắt đầu ổn định lại. Cái cung đường đây thì nói ổn hơn cái đường trong kia thôi, chứ thực sự đường xá đây cũng còn rất là trong trên đó, ổ gà ổ voi bê tông đổ bể quá trời luôn đó, cả nhà mình cũng thấy đó, đường kè thì ổ gà ổ vịt đó, rất là khó khăn cho bà con khi mà vận chuyển hàng hóa như nuôi heo hay là bán dừa gì đó, lôi qua đẩy lại để mua bán giao thương rất là khó khăn luôn. Đây là một trong những cung đường cũng gặp nhiều khó khăn trong công chuyện đi lại đó bà con mình. Ổ gà ổ vịt đường xá quá tệ luôn đó, chạy một đoạn khúc trong kia thì nó tệ, cái này nó nói chung như vậy thì nó cũng đã đỡ hơn, nó không bị ngập, nó cao nhưng mà chỉ nó xấu thôi. Xe lôi rồi mình không thể nào xuống đây mình lôi hàng quá được, ra mua bán cũng bị thương lái tốn công vận chuyển này kia nọ, nên giá cả nó cũng bị thấp đi. Nên hay được đường ngon thì giả sử như dừa mình bán cũng mắc hơn được 5-7 ngàn một chục, còn đường khó như vậy thì công vận chuyển nó rất là cực, bà con mình cũng bị mất tiền vì cái khoản do đường xá mà không thể xe cộ vô tới chỗ được. Ở cung này thì quá ổn rồi, đoạn này tới lên thì ok, đường đã bự rồi, an toàn. Nếu mà các ông bà cô chú anh chị em mình gần xa có coi được cái đoạn clip này thì anh cũng sẵn sàng để mở một cái tài khoản ngân hàng, gọi là để dành làm quyên góp từ thiện riêng biệt một cách
mỗi việc từ thiện để làm đường làm cầu này kia nọ thôi, chứ anh cũng không sử dụng riêng cái số tài khoản của anh đang xài thế này nọ. Thì nếu mà bà con mình có coi được thì cứ comment bình luận vô, cần thiết đến cái độ mà phải mọi người động lòng cũng hỗ trợ thì anh sẽ cập nhật cái số tài khoản ngân hàng để bà con mình ủng hộ cho làng xóm. Thì trước tiên thì cũng cảm ơn bà con rất là nhiều đã xem đoạn clip này, và cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và đoạn clip của anh đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Thì anh sẽ cập nhật thông tin trên cái đoạn comment của bà con để làm những gì cần thiết nhất để hỗ trợ được bà con mình ở trong xóm ấp. Thì anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.